Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong tuần tại nhà hát tỉnh, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015 và khánh thành giai đoạn 1 các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đại thắng mùa xuân năm 1975 là bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa yêu nước, yêu độc lập tự do, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng là dịp để tôn vinh, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã đóng góp to lớn về sức người, sức của, góp phần đưa các cuộc kháng chiến của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng nhấn mạnh đến sự năng động, sáng tạo, chủ động vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc sau 18 năm tái lập tỉnh, tạo nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quy hoạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tập trung đầu tư dứt điểm một số công trình trọng điểm để tạo ra điểm nhấn, động lực cho phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay và mai sau nguyện gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh phát triển. Trước đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức khánh thành giai đoạn 1 các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh. Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, Văn miếu Vĩnh Phúc, nhà hát và quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là các công trình không chỉ tạo điểm nhấn trong việc phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc quan trọng của tỉnh, mà còn là các công trình góp phần thu hút khách du lịch đến với Vĩnh Phúc, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Trong tuần tại sân khấu nổi quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Với chủ đề Vĩnh Phúc trong ngày hội non sông, chương trình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những tiết mục múa hát đặc sắc, hấp dẫn với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi cuộc kháng chiến anh dũng kiên cường và niềm vui chiến thắng thống nhất đất nước của dân tộc ta. Đồng thời ca ngợi quê hương Vĩnh Phúc đang trên đường đổi mới và phát triển. Khẳng định những thành tựu đã đạt được sau 40 năm nước nhà thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự cố gắng vươn lên của toàn dân tộc Việt Nam. Khẳng định niềm tin và tự hào của nhân dân về tương lai tươi sáng của dân tộc, sẵn sàng cống hiến hy sinh cho Tổ quốc thân yêu. Trong sự phát triển chung của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đoàn kết cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, giành được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Chương trình nghệ thuật là một hoạt động thiết thực chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015. Chào mừng 65 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Trong tuần, Đảng bộ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước từ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường quản lý giáo dục đảng viên gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ đảng viên, lấy mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện điều lệ Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của Ban chấp hành Đảng bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tuần, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tàng Phúc trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tàng Phúc tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, quan tâm phát triển giáo dục, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.